Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Thì trong thiền tập có hai cách để giải quyết. Một là bạn dùng cái ý chí của bạn để bạn giải quyết vấn đề. Ví dụ mình thấy cái bất an này là do mình lo lắng cho cái chuyện sắp xảy ra, cho cái dự án của mình. Thì mình có thể dùng ý chí mình để mình buông bỏ, mình nói thôi, mình không thèm nghĩ tới nó nữa. Nó xảy ra tới đâu thì mình tính tới đó. Bây giờ là mình chỉ lo an trú trong hiện tại thôi. Mình nhắc nhở mình như vậy. Và mình dùng cái ý chí mình để mình buông bỏ cái suy nghĩ đó xuống. Cái này nó vẫn có thể ứng dụng được và nó có kết quả cho nhiều người trong một số trường hợp. Tuy nhiên có những cái trường hợp chúng ta không thể dùng ý chí của mình để làm điều đó được. Dù chúng ta có làm đi chăng nữa, cái lo lắng đó vẫn cứ xảy ra, cái bất an đó vẫn cứ xảy ra. Thì cái phương pháp thứ hai, cái giải pháp thứ hai đó là chúng ta chỉ cần quan sát cái sự bất an đó thôi. Sự bất an nó xảy ra như thế nào, cảm giác ra sao, và nó thúc giục ta như thế nào, nó muốn chúng ta làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì. Và cứ chỉ cần quan sát vào cái sự bất an đó, biến cái sự bất an thành một cái đề mục, thành một đối tượng của sự quan sát, thì cái sự bất an đó nó sẽ không có lớn mạnh ra được, nó chỉ đứng ở cái mức đó. Và có thể là nó sẽ suy yếu từ 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 từ. Thì đây là cái giải pháp tốt hơn cái giải pháp đó. Bất cứ cái sự bất an nào, dù là một cơn giận, dù là một nỗi sợ hãi, dù là một sự nghi ngờ, thì bạn chỉ cần dùng cái năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm tức là bạn đã luyện tập cho mình mỗi ngày cái thói quen lúc nào cũng quan sát được những cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại, ở bên ngoài bạn hay là bên trong bạn. Nhưng chúng ta đã nói bên trong chúng ta như là quan sát về thân thể. Trong thân thể đó nó có những cái cử động, khi mình đi, mình làm việc, khi mình đứng, khi mình ngồi, các cái tư thế của mình, lúc nào mình cũng để ý quan sát, thả lỏng quan sát. Rồi trong thân thể mình có cái phần hơi thở. Thay vì mình để cái tâm mình chạy lang thang thì mình lại chú ý vào hơi thở, thì đã tạo ra được cái năng lượng chánh niệm. Hoặc là mình có thể để ý vào những cái dòng cảm thọ, những cảm giác của mình. Khi nào mình để ý tới những dòng cảm giác đó, mà mình thường đi theo những cái cảm giác đó, hễ nó dễ chịu thì mình sẽ đi theo cái sự dễ chịu đó, muốn duy trì cái sự dễ chịu đó mãi. Còn hễ nó khó chịu là mình bắt đầu mình phản ứng chống lại cái khó chịu. Mình tập quan sát những cái đó, thì những cái đó nó giúp mình tạo ra cái năng lượng chánh niệm. Và khi mình có một ít vốn liếng như vậy rồi, mình quan sát vào những cái sự bất an của mình rất là dễ dàng. Khi năng lượng chánh niệm của mình nó lớn hơn năng lượng tiêu cực bất an đó, thì nó có thể ôm lấy được cái năng lượng bất an và làm cho năng lượng bất an đó không thể lớn mạnh lên được và suy yếu từ từ. Còn nếu cái năng lượng chánh niệm mình nó non nớt quá, nó kém cỏi quá, thì tất nhiên khi mình nhìn vào cái năng lượng bất an đó thì mình sẽ bị cái năng lượng bất an nó quật liền, nó lôi kéo mình đi liền. Và trong trường hợp này thì mình không có nên tiếp tục nhìn vào cái sự bất an đó. Mình có thể nằm xuống buông thư, mình có thể ngồi xuống theo dõi hơi thở, mình có thể bước ra ngoài trời theo dõi bước chân. Đây cũng là một cái cách để mà lấy cái sự bình an trở lại, tạm thời ngó lơ cái bất an kia, nhưng mà nó vẫn có kết quả. Khi bạn nhìn vào trong tâm bạn, bạn thấy cái sự bất an đó, thì hầu hết kết quả nhận được là gì? Đó là bạn không chấp nhận được những cái chuyện nó xảy ra ngoài ý của bạn. Bạn chưa sẵn sàng chấp nhận. Nói cách khác là bạn đang muốn chống lại, kháng cự lại những cái điều bất như ý đã xảy ra, đang xảy ra và sắp sửa xảy ra. Ở trong chúng ta ai cũng có một cái thói quen là kháng cự lại, chống lại những cái điều bất như ý. Chống khi nào chống hết được rồi mới chấp nhận. Các nhà tâm lý trị liệu Tây phương nói là khi mà hai người cưới nhau đó, về nhà chống dữ lắm, chống tới 2 năm sau mới bớt chống, chắc là đuối rồi, chống hết nổi nữa. Thật ra là trong 2 năm đó
bắt đầu học hỏi cái khả năng chấp nhận. Có thể là khi mình chưa lập gia đình thì mình được nuông chiều, sống với cha mẹ muốn gì được nấy, từ nhỏ tới lớn thích đi làm theo cái ý kiến của riêng mình, không có ai có quyền ngăn cản hết. Cho nên khi mình bỗng dưng trở về sống với một cái người có cái lối sinh hoạt rất là khác, có suy nghĩ rất là khác, có một cái nền văn hóa giáo dục rất khác, cho nên là mình chống. Nếu mình không chống thì mình sẽ bị lệ thuộc vào người kia sao? Người kia sẽ dẫn dắt mình đi về một cái hướng của riêng họ sao? Cho nên là mình phải phải kháng cự lại. Và trong cái quá trình ở chung với nhau như vậy, mình bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn. Mình thấy người kia thật sự không có ý muốn làm chủ cuộc đời mình đâu. Họ cũng có một số thói quen của riêng họ, và những cái thói quen đó nó không có phù hợp với mình. Cũng giống như là mình có một số thói quen không phù hợp với họ. Rồi vì tình thương, vì ân nghĩa, cho nên hai bên đã bắt đầu điều chỉnh lại những cái khó khăn của nhau, bớt lại những cái tính nết nó gây trở ngại cho nhau, để rồi cỡ khoảng 2 năm sau thì sự chấp nhận nó mới lớn lên được. Sự chấp nhận nó lớn lên là một phần là do mình luyện tập cái sự chấp nhận. Mình đã cưới rồi mà, đâu phải dễ gì bỏ được. Tốn rất là nhiều tiền, tốn rất nhiều công sức, mà ai cũng biết hết rồi. Bây giờ mà nửa chừng mà bỏ thì nó xấu hổ lắm, cho nên ráng. Mà nếu mà lỡ có em bé rồi thì còn phải ráng hơn. Nhờ cái đó mà bắt đầu cái sự chấp nhận nó lớn dần ra. Ở trong chúng ta ai cũng có sự chấp nhận rất là lớn. Ở trong tiếng Việt mình hay gọi là chịu đựng. Khả năng chịu đựng rất là lớn. Mà trong tuệ giác của Đức Phật nói là cái sự chịu đựng này nó lớn tới mức không cùng tận. Các bạn không chỉ chứa đựng được một người đâu, mà còn còn chứa đựng được rất nhiều người. Những cái bậc thánh họ có thể chứa đựng được một cái số đông rất là lớn, tất cả chúng sanh. Có một số đông làm trái ý họ nhưng mà họ vẫn có thể ôm ấp, có thể chấp nhận được. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái sự luyện tập của chúng ta. Chúng ta phải có niềm tin rằng nếu mà chúng ta biết cách luyện tập thì cái sự chấp nhận của chúng ta nó sẽ lớn dần, cái sức chịu đựng của chúng ta nó lớn dần. Nhưng mà chúng ta lớn lên trong một cái điều kiện xã hội thì đó là có quá nhiều sự hưởng thụ. Khi mà kinh tế phát triển, nó nâng cái sự hưởng thụ con người cao lên. Và chừng ấy, cái sức chịu đựng con người nó bắt đầu suy yếu. Về tình trạng sức khỏe cũng suy yếu do hưởng thụ nhiều quá. Hưởng thụ nhiều cái lười biếng tập thể dục, hưởng thụ nhiều là không dám tách mình ra những cái máy móc. Bây giờ là có điện thoại, rồi có internet, có phim ảnh, rồi game, trò chơi, rồi đủ thứ đồ vật chất mê mẩn ở trong đó. Thành ra mình không có tách mình ra để mà mình bước ra ngoài trời, tiếp xúc trở lại với thiên nhiên, để mình kết nối trở lại với cái nơi mà mình đã đi tới, cái điểm xuất phát của mình. Thành ra con người của mình nó rất là yếu. Và vì cơ thể yếu cho nên tâm hồn nó cũng yếu. Mình cố gắng làm lụng vất vả để tạo dựng ra cơ sở vật chất, tạo dựng ra quyền lực địa vị. Và khi mà chúng ta càng thành công, càng có quyền lực địa vị thì cái sự chấp nhận của chúng ta nó càng yếu đi. Trước khi mình thành đạt, người đó góp ý với mình rất là dễ dàng. Nhưng khi mà mình trở thành tổng giám đốc này, tổng giám đốc nọ, trở thành sếp rồi thì không có ai có thể góp ý mình được. Mỗi lần người khác góp ý mình là mình đỏ mặt tía tai, là mình tức giận liền. Tức là cái sự hưởng thụ nó tăng lên thì cái bản ngã nó cũng tăng lên. Các vị phải nên nhớ là trong cái sự hưởng thụ nó có cái hưởng thụ về vật chất và hưởng thụ về tinh thần. Hưởng thụ về tinh thần nó bao gồm có cái sự công nhận, nể phục, tôn kính, yêu thương, chiều chuộng, nịnh nọt, vân vân. Tất cả những cái đó nó tạo ra những cái cảm xúc rất là tốt. Đó là những cái loại thức ăn của bản ngã. Đáng lẽ ra bản ngã nó cần thức ăn ít lắm, nhưng mà điều kiện nó thuận lợi, cho nên bản ngã nó luôn luôn đòi những cái thức ăn đó. Và khi mà chúng ta không cho nó những thức ăn đó thì nó sẽ kháng cự lại. Chúng ta nhớ ngày xưa ở dưới quê, vị nào ở dưới quê thì các vị biết là cha mẹ mình nghèo lắm, có cái gì ăn cái đó chứ không có đòi hỏi.
mà đâu có biết gì đâu mà đòi hỏi, đâu có xem tivi, đâu có thấy những cái món hấp dẫn trên tivi, đâu có đọc tạp chí để mà thấy những cái mẫu quảng cáo, đâu có đi lên thành thị đâu mà thấy nhà hàng này nhà hàng nọ đâu mà so sánh, có cái gì ăn cái đó, cơm rau ở trong vườn rồi cứ luộc, rồi cứ bắt ốc, rồi cứ bắt cá. Tôi nhớ ngày xưa là tôi không có ăn khổ qua được, biết tại sao mà không có ăn khổ qua được, đắng quá. Mẹ tôi cứ nói là ăn khổ qua rất là tốt, bà cứ nói tốt thôi mà bà mà không nói tốt như thế nào hết, bà cứ bắt mình ăn, mỗi lần bà bắt thì mình ăn mình rơm rớm nước mắt rồi. Nhưng mà nếu mà không ăn thì lấy cái gì ăn bây giờ, không có sự lựa chọn. Mà các vị biết cái miếng khổ qua một lớp da ba lớp muối, con cá cũng vậy, kho một lớp da ba lớp muối cho nó đỡ hao, rất là mặn nhưng mà cũng phải ăn. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có sự lựa chọn thì cái sự chấp nhận của chúng ta rất là cao. Và khi lớn lên rồi thì bỗng dưng mình lại có một cái nhận thức khác. Mình thích ăn khổ qua, tại mình biết khổ qua nó rất tốt cho sức khỏe của mình. Thì mình tập ăn một thời gian rồi thấy ăn cũng được. Và bây giờ lại thích ăn khổ qua. Mình thấy cái người đó khó chịu, cái mình tránh, mình né, mình không muốn nói chuyện với người đó. Nhưng mà lỡ phải làm chung một cái team, teamwork, lỡ phải sống chung trong một căn nhà thì chạy đi đâu. Thôi thì mình cũng phải cắn răng chịu đựng để mà mình làm việc chung, phải sống chung. Nhưng mà trong cái quá trình mình làm việc chung, mình sống chung, mình bắt đầu có cơ hội quan sát người đó. Thấy người đó cũng có lúc dễ thương, cũng có lúc rất là tử tế, thấy họ tốt với những người khác. Họ chưa có tốt được với mình nhưng mà họ tốt với những người xung quanh. Và chính cái những cái hành động tử tế, dễ thương, ân cần của họ nó làm thay đổi cái nhận thức của mình về người đó. Mình thấy cái nhận thức của mình về người đó trước kia là sai. Thì chính cái nhận thức đó nó làm cho cái cảm xúc mình thay đổi. Nó làm cho cái sự chấp nhận của mình nó mở ra, mở lòng ra để chấp nhận người đó. Cho nên các bạn khi mà không chấp nhận một người nào hay là một cái vấn đề gì, các bạn đừng có tin rằng mình sẽ mãi mãi như vậy. Tại vì cái trái tim mình đó, nó có lúc mạnh, lúc yếu. Khi nó yếu thì nó sẽ không chấp nhận, nó đòi cái quyền lợi cho nó nhiều hơn. Nhưng mà khi nó mạnh, nó bắt đầu biết nghĩ cho người khác. Nó ngộ như vậy đó. Trái tim của mình khi nó mạnh rồi thì nó biết nghĩ cho người khác, nó có cái chất đó. Thành ra khi trái tim mạnh rồi thì bắt đầu tìm hiểu tại sao người kia lại có thành kiến với mình, có ác ý với mình, khó chịu với mình. Và khi mình hiểu được cái câu chuyện người đó, hiểu được cái hoàn cảnh lớn lên của người đó, hiểu được những cái vết thương trong lòng của người đó, hiểu được những cái áp lực đang đè nặng người đó, thì mình không có muốn ra tay trừng phạt, không có muốn ghét người đó nữa. Trái lại là mình bắt đầu thương yêu người đó. Thường thường những cái sự không chấp nhận của chúng ta là vì cái bản năng tự vệ của chúng ta nó lớn quá. Nó có nhiều lý do để nó khiến cho cái bản năng tự vệ của chúng ta nó lớn. Nó có thể ảnh hưởng trong di truyền, nó có thể ảnh hưởng tới vùng miền, địa phương tính, nó ảnh hưởng tới môi trường lớn lên, bị tưới tẩm, cái thói quen hay là phản ứng chống trả lại. Khi người đó nói một cái gì nó nghịch tai mình là mình chống liền ngay lập tức. Chứ mình không có mỉm cười chấp nhận cho qua, nhất định là không cho qua, phải chặn lại, phải nói cho người biết là người đó nói không có đúng, người đó làm như vậy là làm không có đúng, mà có sao đâu. Để người đó nói sai một cái có sao đâu, để người đó làm trật một cái có sao đâu. Khi mà cái tâm mình nó mạnh thì đúng là thấy không có sao hết, mà khi tâm mình nó yếu thì thấy sao đầy trời. Khi mà các vị đến một cái buổi thiền tập như vậy này, cái tâm các vị nó lắng xuống một chút thì những cái điều bất như ý nó xảy ra xung quanh mình là mình chấp nhận được. Giờ không chấp nhận cũng không biết làm sao nữa, đâu có cho nói chuyện đâu mà phản ứng được. Thì mình có chút phản ứng bên trong, mình còn phản ứng bên trong tâm nữa chứ ai mà biết được.
Nhưng mà kỳ thực khi mà các vị ngồi thiền xong, các vị sau vài giờ thiền tập, cái tâm nó mềm xuống, có một chút bình yên rồi thì trái tim nó mềm ra, và cái sự chấp nhận rất là dễ dàng. Cái phản ứng chống lại những cái điều bất như ý ai cũng có, chúng ta luôn luôn kháng cự lại những cái điều bất như ý, và đó chính là lý do tại sao chúng ta khổ. Khổ là một cái trạng thái tâm lý khi mà chúng ta chống lại một cái điều bất như ý. Đó là định nghĩa về cái chữ khổ. Khổ và bất như ý là hai cái khác nhau. Có những cái bất như ý mà mình không có chống, mình chấp nhận. Thí dụ như mình muốn những người ở đây ngồi thiền đừng có nhúc nhích, đừng có rục rịch, đừng có làm sột soạt. Mà cũng có người cái làm sột soạt. Mình mở mắt ra nhìn mình thấy đó là một người lớn tuổi, chân rất là mỏi. Mình thấy thương quá, mình chấp nhận. Thì tự nhiên mình hết bực, hết chống lại. Hoặc là đó là một em bé rất là nhỏ, em bé rất là nhỏ mà có thể ngồi thiền được, rất là dễ thương. Cho nên mình chấp nhận được cái đó. Cũng là bất như ý, tức là mình không có thích tiếng động của em bé gây ra, nhưng mà mình chấp nhận được. Thường thường khi nào mình mới chấp nhận? Thứ nhất là khi trái tim mình nó đã đủ vững, đủ mạnh như đã nói. Hay là cái đối tượng đó nhìn dễ thương, như là em bé hay là người lớn tuổi, tức là cái ngã của họ đó, cái tôi họ đó, có vẻ như là thấp hơn mình. Thì người già là yếu hơn mình rồi, em bé là thiếu hiểu biết hơn mình rồi, cho nên cái ngã họ đang nằm ở dưới cái ngã của mình, cho nên mình rất là dễ chấp nhận. Thí dụ một cái người nào đó họ làm sai, cái khoanh tay xin lỗi mình, mềm lòng liền. Cái người mà nói ngọt, thiệt là ngọt, xin lỗi trước, họ biết cái tẩy của mình rồi. Mỗi lần mà họ lên tiếng xin lỗi trước là mình mềm nhũn liền. Là tại vì sao? Khi họ làm một cái điều sai, tổn hại tới quyền lợi hay là danh dự của mình, tức là họ đưa cho mình một cảm giác xấu. Nhưng mà họ khôn ngoan, họ đưa tới một cảm xúc tốt liền, một cảm giác tốt liền, đó là một lời xin lỗi chân tình. Nhất là phái nữ rất là dễ dính cái chưởng này. Giận thì rất là giận, nhưng mà bên kia mà hạ mình xuống xin lỗi là tha ngay lập tức. Mặc dầu tha xong rồi thấy cũng hơi tức, vẫn còn tức. Nhưng mà vì thấy người đó quy phục trước mình rồi thì mình không có nỡ mà ra tay nữa. Thì nếu mà các vị phân tích tâm lý sẽ thấy là cái lòng mình nó thường dễ mở ra khi mà cái đối tượng đó phải thấp kém hơn mình. Nói một cách khác là cái tôi của họ đặt dưới cái tôi của mình. Có một người gây khổ mình thề suốt đời là không có nhìn mặt người đó nữa. Là mình còn trù ẻo nữa. Mình tới miếu, miếu bà mình trù người đó. Mua một con gà, một nải chuối tới mình trù người đó. Phải là thất điên bát đảo thì mình mới yên lòng. Nhưng mà một hôm mình nghe người đó bị tai nạn và chắc là sẽ không qua khỏi, thì cái lòng mình nó mềm xuống liền. Bao nhiêu hận thù muốn bỏ hết. Mình chỉ hận người đó khi mà thấy cái tên đó vẫn còn dương dương tự đắc, thấy cái hắn đó vẫn còn dênh giáo cái mặt kinh đời, vẫn còn gặp mình ra vẻ hống hách, thì mình sẽ tiếp tục nguyền rủa hắn. Nhưng mà một hôm mình nhìn thấy người đó ngồi trên một chiếc xe lăn, hay là nghe tin người đó đã phá sản, rơi vào một cái tai nạn nào đó, rơi vào một cái chứng bệnh nào đó, có thể là không có qua khỏi, thì lòng mình mềm ra liền. Các vị có đang giận người thương mình không? Các vị có đang giữ chặt trong lòng một cái nỗi buồn nào đó, một cái sự tức giận nào đó mà quyết định không có tha thứ cho người đó? Và các vị hãy thử liên tưởng, thử giả đặt ra, thử thí dụ ngày mai người đó đi đi xa, đi xa, nhưng mà có thể đi bất cứ nơi nào, đi ra khỏi cuộc đời của mình, thì mình nghĩ mình sẽ như thế nào? Mình có còn muốn giận người đó nữa không? Mình còn muốn đai nghiến, mình còn khép chặt cõi lòng mình nữa hay không? Bình thường không có nhiều cơ hội để mà ngồi suy gẫm với cái chuyện này,
mình cứ đeo bám theo những cái dòng suy tưởng miên man của mình, theo những cái dòng cảm thọ buồn giận, mà không có bước ra cái tổng thể để nhìn. Ở trong cái bài hát Bốn Mùa Thay Lá trên Công Sơn có cái câu rất là hay, đó là: con sông là thuyền, mây trôi là bường. Tức là nhìn cuộc đời nó rộng rộng ra hơn, nhìn con thuyền, nhìn dòng sông như là một con thuyền, nó lớn tới cái mức như vậy đó, và nhìn những cái áng mây trôi như là những cánh buồm nó chở cuộc đời mình đi. Đó là bài hát Bốn Mùa Thay Lá. Trịnh Công Sơn muốn nói tới cái tính vô thường. Vô thường có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi mà. Vô thường nó không có chỉ có ý nghĩa tiêu cực như là héo hon, tàn tạ và biến mất, mà vô thường nó còn có ý nghĩa là xanh tốt hơn, vững bền hơn, có hoa có trái. Vô thường chỉ là một sự biến dịch thay đổi. Theo tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật khám phá ra rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều biến dịch không dừng. Bạn đừng có tưởng nó cố định, nó luôn luôn thay đổi, biến dịch. Tại vì nếu mà không có vô thường thì khổ đau không bao giờ chấm dứt được. Chúng ta đừng có hy vọng là mình hết khổ đau nếu mà chúng ta không có tin vào vô thường. Không có vô thường thì tuyết nó không thể tan để cho mùa xuân về được. Cho nên chúng ta phải cảm ơn vô thường. Nhờ vô thường mà tâm thức mình nó mới thay đổi. Từ cái sự cố chấp mà mình mới mở lòng ra, mình tha thứ được những người thân yêu của mình. Bốn mùa thay lá là nói lên cái tính vô thường. Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi, đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao, vừa xa vừa gần. Chúng ta ở trong màn đêm rồi, đủ mệt, đủ xám xịt, đủ nặng nề rồi, tâm chúng ta nó cần có một cái gì đó nó bật lên để nó bước ra ánh sáng, bước ra một ngày mới. Chỉ cần mình buông bỏ cái ý niệm giận hờn cố chấp đó là mình bước ra ánh sáng thôi. Cái vấn đề là mình có muốn buông hay không, và buông bằng cách nào. Cũng giống như là mưa, mưa mãi buồn bã lắm, cần có một ngày nắng lên. Mình cũng cần, mà những người thân yêu của mình cũng cần. Mặt trời lấp lánh trên cao, vừa xa và vừa gần. Một ngày nắng lên, một ngày bình minh, một ngày tươi đẹp, có khi rất là xa, nhưng mà có khi cũng rất là gần. Trong một tích tắc thôi là mình có thể chạm được cái bình minh đó, cái ngày tươi sáng đó, để mà mình có thể đổi đi cái nhận thức khác. Một nhận thức nó chết đi để cho một cái nhận thức mới nó ra đời. Cái này nó phải đến từ cái sự bình an ở bên trong. Hồi nãy chúng ta nói có những cái bất an nó đến từ bên ngoài, nhưng mà cũng có những cái bất an nó đến từ bên trong. Do suy nghĩ tưởng tượng nhiều quá cũng bất an. Cái tưởng của chúng ta nó lớn lắm, mà càng sợ hãi là càng tưởng tượng. Có khi mình nhớ tới chuyện quá khứ mình cũng thấy bất an, nghĩ về tương lai cũng thấy bất an. Và chính cái bất an đó nó làm cho mình không có thể phát huy được những cái giá trị tuyệt vời nhất, màu nhiệm nhất của mình. Khi tâm bạn an thì bạn cũng nên hỏi cái tâm an này nó đến từ, nhìn vào thấy cái tâm mình đang rất là an, cái an này nó đến từ đâu. Nó cũng có thể đến từ bên ngoài, mà nó cũng có thể đến từ bên trong. Cái an đến từ bên ngoài là do những cái mong cầu của mình nó đã thành tựu, những cái mong muốn của mình nó đã được thực hiện, người đó đã làm đúng ý mình rồi, sự việc nó xảy ra đúng theo cái nguyện vọng của mình rồi, cho nên cái tâm mình nó an. An là có hạnh phúc liền, tại vì hạnh phúc nó phải làm được từ cái sự an đó. An tức là hết có muốn cái gì nữa, hoặc là cái muốn đó nó đã được thỏa mãn. Thì khi cái muốn nó được thỏa mãn
thì cái an nó đến từ bên ngoài. Mà an đến từ bên ngoài thì nó nguy hiểm lắm, nó ngắn ngủi lắm. Tại vì nếu bên ngoài thay đổi thì cái an đó cũng sẽ thay đổi. Nếu một cái chuyện bất như ý nó xảy ra nữa là cái an nó biến mất liền. Có những cái an nó đến từ bên trong. Giống như sau một giờ ngồi thiền, những cái lăn tăn ở trên bề mặt của tâm thức nó lắng xuống thì cái an nó xuất hiện. Trong giờ ngồi thiền mình không còn muốn cái gì nữa hết. Mình không còn chống cự lại cái gì nữa hết. Mình chỉ được trở về với chính mình thôi, không có chạy rượt đuổi theo ngoại cảnh nữa. Khi cái tâm mình nó không còn mong cầu và chống cự thì cái an nó xuất hiện. Thì cái an này nó đến từ bên trong. Thì cái an này rất là vững bền. Nếu mình duy trì sự thực tập đó liên tục thì cái an đó sẽ có mặt liên tục. Chứ đừng có thấy khi mà mình an rồi là mình hài lòng liền. Cái an nó có thể nó đến từ bên ngoài đó. Ai đó đã làm thỏa mãn mình đó, mình mới an như vậy. Có những người mình nhìn thấy họ rất là an, nhưng mà mình là lo lắm. Là mình biết cái an của người này là do mình tưới tẩm cái sự dễ thương của mình thôi. Là do mình gửi cho họ một cái năng lượng bình an cho nên họ an. Cho nên cái an như vậy nó có điều kiện. Mình phải giúp người đó tìm cái sự bình an từ bên trong nữa. Thì mình mới là cái người thương người đó đích thực. Chứ người đó an là nhờ mình đó. Mình không cảm ràm là người đó an thôi. Thì cái an này là cái an vay mượn. Bốn mùa không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta, bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Tâm thức mình nó cũng giống như là trời đất, nó cũng thay đổi bốn mùa liên tục, lúc tươi sáng, lúc gay gắt, lúc ủ dột, lúc băng giá, thay đổi liên tục. Nhưng mà chính vào nhờ vào cái sự thay đổi đó, đất trời thay đổi đó, mà chúng ta mới hiểu rõ hơn về cái bản chất của vô thường. Để chúng ta đừng có bám víu vào một cái gì nó quá chắc chắn. Bớt rượt đuổi theo ngoại cảnh, bớt dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà trong cái sự thay đổi đó thì nó vẫn có một cái điều kiện để nó tạo sinh ra một cái sự sống. Trong bốn mùa thay đổi thì cái mùa xuân là cái mùa cho chúng ta thấy rõ nhất cái sự sống nó đang biểu hiện, những cái hạt mầm nó lớn lên. Đông rồi thì phải mùa xuân tới chứ. Qua một cái trận băng tuyết lạnh lùng rồi thì cái ấm áp nó trở về, cái hạt mầm nó bắt đầu vươn lên. Nhưng mà cái câu này nó hay ở cái chỗ là bên trời xanh mãi những nụ mầm mới. Ở đây không phải là những hạt mầm bình thường nữa, mà là cái hạt mầm ở trong tâm nó mới xanh mãi kìa. Sau những cái sóng gió, sau những cái biến động, sau những cái sự đổi thay vô thường thì ở bên trong nó vẫn còn những cái hạt mầm tươi tốt mãi, những cái hạt giống của từ bi, của bao dung độ lượng nó vẫn còn nguyên ở đó, chưa từng bị sức mẻ. Khi mà chúng ta quay trở về thiền tập, quay trở về nuôi dưỡng thì tự dưng mình có thể tiếp xúc trở lại cái con người chân thật của mình, một con người rất là dễ dễ chịu. Trước khi thành đạt mình là con người dễ chịu đó, là một con người dễ chịu, thì con người dễ chịu đó nó vẫn còn ở đó, nhưng mà nó bị quyền lực, nó bị cái sự thành công, nó bị sự ngưỡng mộ kính trọng của người khác làm thổi tung lên cái bản ngã và đánh mất đi cái sự dễ chịu. Trước khi mình là một cái người thành đạt, mình là một con người rất là độ lượng. Cái độ lượng này cũng phải có thời gian, tức là ngày xưa mình ít có bận, hay ít bận rộn rồi có dư ra năng lượng. Mà có nhiều năng lượng thì có thể nhìn sâu vào từng câu chuyện, từng vấn đề một cách không có khó khăn. Còn bây giờ lúc nào cũng trăm công nghìn việc, bận rộn quá, nhìn cái gì nó cũng hời hợt, cũng vội vàng hấp tấp. Cho nên là mình không có hiểu được cái câu chuyện đã đành, mà cái năng lượng bên trong mình nó cũng suy yếu. Cho nên mình không có đủ để mà bao dung độ lượng cho người khác. Cái vấn đề chấp nhận những cái khiếm khuyết hay là những cái lầm lỡ của nhau, nó không có thuộc nhiều về đối tượng đâu, mà nó thuộc về chính chúng ta nhiều hơn. Nếu mà bây giờ chúng ta vẫn còn nghĩ rằng người đó phải bớt sự khó chịu lại,
Rồi đó, phải bớt đi những cái sự vụng về, những cái yếu kém thì mình mới chấp nhận được. Tất nhiên là để giải quyết một vấn đề bao giờ nó cũng có hai hướng. Để hai bên chấp nhận nhau, một là người kia phải giảm bớt sự khó chịu lại, hai là mình phải nới rộng trái tim mình ra để chấp nhận cái sự khó chịu đó. Thí dụ trái tim của bạn là một gan, đo được là một gan tay, mà sự khó chịu của người kia là một gan luôn, thì bạn không có thể ôm ấp, không có thể chứa đựng được. Trong trường hợp này bạn phải nới trái tim bạn lên thành một gan rưỡi. Một gan rưỡi thì nó có thể chứa đựng được một gan. Nhưng lỡ như người kia họ cũng nới sự khó chịu của họ lên một gan rưỡi nữa thì sao? Thì mình nới thành hai gan, ba gan. Câu hỏi đặt ra là tại sao người kia không giảm sự khó chịu mà mình phải nới cho trái tim mình ra? Câu trả lời là tại vì mình có khả năng nới, còn người kia không có khả năng giảm. Người kia hết sức rồi, hết xí quách rồi, đuối quá rồi, cạn kiệt năng lượng rồi. Bây giờ mình nói nếu em muốn anh tha thứ cho em thì em phải thế này thế kia nữa, người đó đâu có làm nổi nữa. Hoặc là nếu mà anh muốn tôi tha thứ thì anh phải chấp nhận một số điều kiện này. Người đó nói bây giờ em có tha thứ hay không thì thôi, chứ còn anh không có thể làm nổi nữa, anh hết sức rồi. Khi mà người đó cạn kiệt năng lượng rồi thì mình còn đòi cái gì nữa? Chỉ tại vì mình không biết người đó đang cạn kiệt năng lượng đấy thôi. Đàn ông chứ cũng cạn kiệt năng lượng như thường, nhìn cơ bắp như vậy, nhìn chững chạc như vậy, nhưng mà vẫn có lúc cạn kiệt năng lượng như thường. Mà nếu mình là cái người đang vững, đang ổn, đang còn khả năng để mà bình tĩnh, để mà tìm hiểu câu chuyện, mà mình là thiền sinh nữa chứ, tuần tới chúng ta sẽ được cấp thẻ thiền sinh, chứng nhận là thiền sinh của thiền thân Hương Đất. Mình biết một số cái phương pháp thực tập để mà giữ được cái sự quân bình, kiểm soát cảm xúc, chuyển hóa cơn giận, thì cái cơ hội mở cái dung lượng trái tim nó ra nó cao. Mình chỉ có thể mở được cái dung lượng trái tim ra khi mà cái nhu cầu của bản ngã nó thu gọn lại, không có đòi hỏi nữa, rút lại cái sự đòi hỏi, thu lại cái sự đòi hỏi, cái sự mong cầu. Khi mà mình không có tiếp tục dung dưỡng cho bản ngã thì tự dưng mình sẽ vị tha, nghĩ cho người khác liền. Nghĩ cho người khác rất là dễ. Khi mình còn nghĩ về bản thân mình còn thương cái cảm xúc của mình còn thương bản thân mình còn đòi hỏi thế này thế nọ, thì không cách nào mình nghĩ được cho người khác hết. Mà mình chỉ có thể thu lại cái đòi hỏi đó khi mà mình chế tác ra được cái năng lượng bình an ở trong tâm. Khi mà tâm mình nó bình an, thanh thản rồi, thì mình không có cần những cái sự cung phụng, sự nể trọng hay là sự quỳ lạy của người kia, không có cần nữa. Thì lúc đó mới tha thứ được. Cho nên khi mà mình tu thiền, chẳng qua là mình muốn trở về để mà mình tìm lại cái con người năm xưa của mình thôi. Tưới tẩm lại những cái hạt mầm năm xưa, những hạt mầm của sự hiểu biết, của thương yêu, của tha thứ, của bao dung, của độ lượng. Mình có khả năng đó mà, tại sao mình không có xài? Mà mình chỉ xài cái con người tàn tạ cũ kỹ bây giờ, đó là lúc nào cũng cáu gắt, lúc nào cũng vặn vẹo, lúc nào cũng trách móc than phiền buộc tội. Những bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Mình chỉ để lại trong tâm thức người kia cái gì khi mình rời khỏi cái thế giới này? Một nụ cười rất là đẹp, một con người rất là dễ thương, chứ không phải gương mặt của một bà chằn hay là một con kẻ. Người ta nhớ tới mình và người ta còn sởn da gà. Cái mà để lại cho nhau mãi mãi đó là sự bao dung tha thứ cho nhau, cái ân tình. Ân tình là gì? Là thứ tình cảm cho không, biếu không, không có điều kiện. Nó không có trong cái cam kết giữa đôi bên. Bỗng dưng mình muốn cho thêm và cho thêm nữa, thì nó tạo ra cái ân tình. Mình muốn chấp nhận và tha thứ cho người khác, trước hết mình phải chấp nhận và tha thứ cho chính bản thân mình. Nhìn vào con người mình thì mình thấy mình cũng có những cái lúc mình không có chấp nhận chính mình.
có những lúc mình làm chủ được con người mình mời ra được những cái hay cái đẹp, những cái năng lượng tích cực, nhưng mà cũng lắm lúc mình không có kiểm soát được ý thức, mình để cho những cái năng lượng tiêu cực nó tràn lấp ra bên ngoài, biểu hiện qua lời nói và hành động. Và khi mình tỉnh hồn mình nhìn lại thì mình rất là hối tiếc. Nhưng mà nếu mình cứ ngồi đó để mà mình hối tiếc thì mình sẽ rơi vào trầm cảm, là tại vì mình đồng nhất toàn bộ con người mình với cái hiện tượng đó. Cái đó chỉ là một hiện tượng một lần xảy ra hay là vài lần xảy ra trong cuộc đời của mình. Cuộc đời mình là một cái tổng thể rất là lớn, trong đó nó có những cái phẩm chất rất là giá trị mà ai cũng biết, mà chính mình cũng biết. Nhưng khi mình xảy ra, khi mình để xảy ra một số cái hành động đáng tiếc, gây tổn thương, gây đau khổ người khác, thì mình ngồi mình lại gặm nhấm cái vết thương đó, mình tiếp tục đục khoét vào cái vết thương đó, mình không chấp nhận con người của mình, tại vì mình tưởng lầm cái hành động đó là toàn bộ con người của mình. Thường thường những người như vậy, các nhà tâm lý trị liệu hay khuyên là họ nên có một cái chuyến du lịch dài hạn, ra khỏi cái không gian họ đang sống và dừng lại những công việc có tính chất lặp lại mỗi ngày gây ra cảm giác chán nản, để họ bắt đầu nhìn tổng thể cuộc đời của họ. Có những chuyến đi xa như vậy chúng ta mới có cái thời gian, có không gian để mà nhìn lại tổng thể con người của mình. Và qua đó mình mới thấy rằng trong con người của mình nó có những cái hạt giống tốt mà cũng có những cái hạt giống xấu. Có những cái chất của thánh, cũng có những cái chất của phạm. Nó có chánh, nó có tà trong đó. Nếu mà mình không có một cái đời sống tỉnh thức, một cái năng lực chánh niệm, thì tất nhiên những cái tà, những cái phạm, những cái tiêu cực nó phải bước ra thôi. Và tất cả những người xung quanh cũng vậy. Ai cũng có những cái chất liệu thánh và phàm, chánh và tà, tích cực và tiêu cực. Mình nhìn vào người thương của mình, nếu mà mình chỉ thấy toàn là tiêu cực thôi đó thì mình có vấn đề rồi đó. Cũng có thể người thương mình trong giai đoạn này biểu hiện toàn là tiêu cực không, nhưng mà mình là một cái người có trí tuệ, có sáng suốt, mình nói cái này không có đánh gạt mình được. Mình nhìn sâu vào trong người đó, mình vẫn thấy con người dễ thương đang bị che đậy ở bên trong, mình vẫn thấy cái chất thánh thiện của người đó ở bên trong, thì mình mới thật sự là người giỏi, cái người thương yêu người kia một cách có hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể sống với một cái người nào mà người đó thấy được cái bản chất thật con người của mình, chứ còn chỉ dựa vào hiện tượng để mà lên án, để mà buộc tội, mỗi lần làm sai là kết tội. Con người của em là như vậy đó, bản chất của anh là như vậy đó, chỉ một hiện tượng mà cho là bản chất. Còn bao nhiêu cái hay của cái đẹp của người ta thì phủ quyết hết. Cái lúc đó là tiếng nói của bản ngã, là phản ứng của cái tôi, chứ không phải là cái nhìn chính xác về đối tượng. Cho nên chúng ta sở dĩ không có chấp nhận, không có tha thứ cho nhau được là chúng ta đang đồng nhất với cái hiện tượng và cái bản thể hay là cái bản chất. Cái đó chúng ta vẫn thường mắc phải hoài. Khi người đó làm hai ba hành động không dễ thương là muốn cắt đứt liên lạc liền, quên hết tất cả những ân tình người đó đã cho mình. Cũng có thể người đó đã nói một cái câu nói, là một cái hành động khiến mình đau lòng, khiến mình bất mãn. Nhưng mà nếu mình có thực tập, có quay về để mà nhìn vào cái sự bất an trong lòng, những cái cảm xúc của mình, những cái cảm thọ của mình, để rồi mình mời lên được cái chất bình an, thì tự nhiên mình sẽ thấy trở lại cái giá trị thực của con người kia. Chúng ta sở dĩ bỏ nhau, không nhìn thấy mặt nhau nữa, hay là hận thù nhau, là tại vì chúng ta bị tri giác sai lầm về nhau, bị kẹt vào những cái hiện tượng. Và Đức Phật đã từng nói một cái câu rất là nổi tiếng, đó là không có con người xấu xa, mà chỉ có hành động xấu xa thôi. Cái người đó họ đang có một cái hành động rất là xấu xa, nhưng mà đó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái tổng thể tuyệt vời của họ. Họ chỉ ở trong cái giai đoạn họ đang bị bức bách tâm lý, họ đã bị tập nhiễm ở môi trường xung quanh, họ thiếu sự kiềm chế, thiếu sự dừng lại và nhìn vào nội tâm của mình. Chứ nếu mà họ được đặt vào một cái môi trường tốt, được
thân cận với những cái người bạn tốt, được tưới tẩm những cái hạt giống thánh thiện mỗi ngày, thì tất nhiên là những cái xấu kia nó không có ra được. Cho nên chúng ta đang hận thù ai, đang có một cái sự giận hờn, một cái sự chia cách với một đối tượng nào, thì chúng ta nên nhìn lại tại người đó, hay là có cái phần của mình ở trong đó. Chúng ta có nhiều vai ở trong cuộc đời này. Các vị nghĩ thế nào khi mà chúng ta chọn một cái vai, đó là sống vì người khác hơn là vì bản thân mình? Đừng có thương bản thân mình nhiều quá. Thương theo cái kiểu nuông chiều, thích cái gì làm cái đó, không thích là thể hiện ngay cái sự không thích của mình, mà không có biết dùng cái lý trí. Một cái con người mà lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận những cái khiếm khuyết của người khác, không những thế mà còn nâng đỡ, còn đưa cánh tay tới nâng đỡ. Cuộc đời này, những cái vai này ít ai chịu chọn được. Các bạn có muốn chọn hay không? Ở trong Đạo Phật có danh từ là có một cái vai gọi là Bồ Tát, Bodhisattva. Có một hôm tôi gọi em thiền độ là người Mỹ là Eagle Độ. Tôi đặt cho em một cái nickname là Eagle Độ, tại vì có những lúc em nổi cơn lên cái bản ngã rất là lớn, cho nên tôi đặt cho em là cái nickname là Eagle Độ. Nhưng mà tôi không có xài thường lắm, lâu lâu em mà nổi cơn tôi mới gọi Eagle Độ. Thì từng vừa qua bỗng dưng tôi nhớ lại cái nickname đó. Có những lúc anh cũng phản ứng dữ dội vì không có kiềm chế được cảm xúc, cho nên tôi gọi là cái tên Eagle Độ. Thì thiện độ góp ý với tôi là sao thầy không gọi con là Bồ Tát để con nhớ con là Bồ Tát. Tôi giật mình, cái cách gọi của mình nó cũng có tính chất tưới tẩm vào người kia. Người đó đang thể hiện cái bản ngã rồi mà mình gọi đúng cái đó nữa thì người ta chỉ có điên tiết lên thôi. Người ta đang nổi cơn lên mà nói là thấy chưa, bà chẳng nổi lên nữa rồi, ông kẻ đã trở về. Nhưng mà mình nói rằng Bồ Tát trong em đâu rồi, Bồ Tát của anh đâu rồi. Bồ Tát là một cái người có khả năng đánh thức cái sự tỉnh thức của người khác, một người có khả năng bao dung độ lượng, khả năng yêu thương mà không có điều kiện. Khi mình gọi người đó là Bồ Tát, tức là mình nhắc tới cái chất thánh ở trong người đó. Mình cũng có khả năng mời lên được cái chất thánh trong người đó nữa, chứ không phải chỉ riêng người đó. Nếu mà người đó yếu quá mà mình đang có năng lượng tốt, thì mình có thể mời cái chất thánh người đó lên. Cái cách mình nói chuyện, cái cách mình tiếp xúc, cái cách mình hành động có thể mời được cái chất thánh trong người đó ra. Khi mà cái người đó đến với mình mà lúc nào họ cũng thể hiện cái hay cái đẹp của họ ra là mình thành công rồi. Và tại vì mình có khả năng mời được cái năng lượng của người đó. Cái cuộc đời này nó nhiều áp lực, nhiều sóng gió lắm. Không phải ai một mình cũng có thể tự mời được cái thánh thiện trong lòng mình ra. Thế nên nó cần có những người tình nguyện, mà những người phải có sẵn cái nội lực, có sẵn được cái phẩm chất bình an, từ bi, để mà đánh thức cái bình an, cái từ bi trong lòng mọi người. Người đó về ở với mình, mà mỗi ngày mình nâng cái chất thánh người đó lên, mình chính là cái người ân tình của người đó. Mình đích thực là cái người đã thương yêu người đó. Chứ còn người đó về ở với mình là mình đòi hỏi không mà. Tại sao không thế này, tại sao không thế kia? Mình mời toàn là chất phàm lên không, tưới tẩm vào hạt giống sân si của người đó, mà mình hỏi tại sao người đó lại thay đổi. Trong đó có cái công của mình, cái công tưới tẩm như hạt giống sân si của mình, đó là tác phẩm của mình. Người thương của mình có thể là tác phẩm của mình. Các vị thử đi, bây giờ các vị thử nhập vai Bồ Tát một tuần lễ, mà muốn nhập dài, muốn nhập vai không có dễ đâu nha. Các phải đến khóa thiền luyện trước ở một tuần lễ hay là ba tuần lễ trong một cái trung tâm thiền, rồi bắt đầu về mới nhập được cái vai đó. Về lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng, không một lời trách móc, không có kích động, không có tưới tẩm vào hạt giống sân si, thì người kia thay đổi đi. Người kia không có đi tu, người kia không có dự khóa tu, chỉ có một mình dự khóa tu thôi. Vậy mà mình thay đổi thì người kia cũng thay đổi. Đức Phật có kể một cái câu chuyện là có một cái cô bé đó mồ côi cha mẹ và sống với một cái ông chú làm cái nghề mãi võ, thì cô bé cũng được học võ, và hai chú cháu làm cái nghề mãi võ để sinh sống.
Thì mỗi lần mà trình diễn đó thì cái người chú cũng là người thầy đó mới ôm cái cột về nè cho chặt cho cân bằng để cho cái cô học trò là cô cháu gái này phi thân lên trên cái ngọn cây đứng một chân thôi, mà cái cây cao lắm cho nên hai bên phải tương tác với nhau rất là tốt thì mới giữ được cái sự cân bằng. Và nhờ như vậy mà mọi người tán thưởng và cho tiền. Và cứ mỗi lần mà trình diễn đó thì người thầy mới dặn cô học trò là này con phải nhớ giữ cân bằng cho thầy và thầy sẽ giữ cân bằng cho con. Hai thầy trò mình cùng giữ cân bằng cho nhau thì mới có thể kiếm sống được. Cô bé tên là Merica Teneca, cô ta trả lời: thưa thầy, con nghĩ thầy nói chưa có đúng. Con sẽ giữ cân bằng phần con. Thầy cứ giữ cân bằng phần thầy. Mỗi người tự giữ cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. In a world so vivid, dancing on my pearl floor, where's that light? In my sun, don't quit and linger on time. A symphony of blossomy, a story to be told. We fade night weather. Candlelight, so bright, monotone in the game world of the inner. Living in a world where luxury and is the man. In the garden bedroom, where dream they find what they in the sky go back in. On the light, in the top of shine, it's where we belong. In a world so divine, dancing on my pearl floor, where's that light? In my sun, don't quit and linger on time. A symphony of blossoming. Thì Đức Phật khen cô bé này nói đúng rồi. Đôi khi mình không có cần nhắc nhở người kia nhiều lắm. Thí dụ mình đến một cái trung tâm thiền, một cái lớp thiền, mình thấy người kia đi vội quá, mình đừng có khiêu lại, mình dắt nó đi chậm chậm lại em, mà mình cứ đi chậm thôi và cả đại chúng cùng đi chậm thì bạn đó sẽ được nhắc nhở, có nghĩa là người đó tự soi lại. Mà trừ trường hợp người đó vẫn không có thấy được, họ cứ xẹt tới xẹt lui suốt, thì lúc đó mình mới nhẹ nhàng lên tiếng thôi, nhưng mà không có trách móc, chỉ nói một cái câu nói cho nó vui cho nó nhẹ. Cái cách mình nhắc nhở người khác có nhiều cách lắm, có những cách khôi hài, nửa đùa nửa thật, mà cũng có thể đánh thức được người khác. Nhưng mà có những cách mình không cần phải lên tiếng, không cần khẩu giáo, mà chỉ cần thân giáo thôi. Tức là mình cứ hành động đi, mình cứ chánh niệm đi, là người kia sẽ được ảnh hưởng. Tại vì cái tính tương tác là một trong cái nguyên tắc của vũ trụ. Cái lực bên này nó tác động vào cái lực bên kia. Nếu cái lực bên này nó đủ lớn, thành ra các vị phải có trách nhiệm về cái tình trạng của người thương của mình, chứ đừng có đổ thừa người đó không. Các vị nghĩ là mình đã tưới cái gì rồi mà cái hạt giống này nó lên đây, thành ra các vị về phải cố gắng thiền tập thêm, nuôi dưỡng tâm bình an, các vị sẽ thấy có những cái biến đổi tích cực. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn.
Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị.